Vâng, xin chào toàn thể anh em audio trên toàn quốc. Hôm nay Tâm Minh lại trở lại để giới thiệu đến anh em những cái sản phẩm mic bãi rất là chất lượng, với cái giá cực kỳ rẻ luôn anh em nhé. Với cái giá em thanh lý hôm nay, em có một ít hàng em thanh lý cho anh em chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Anh em cố gắng xem hết video và cho em một nút like và đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất bên em anh em nhé. Đây còn rất là nhiều anh em, đây còn rất là nhiều anh em nhé. Đấy, còn rất là nhiều luôn, em sẽ thanh lý dần cho anh em. Anh em đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất anh em nhé. Thì đầu tiên em giới thiệu đến anh em một cái dòng mic bãi rất là nổi tiếng em nhé. Dòng mic bãi GM Audio, mã là KS300 hai la mã anh em nhé. Đấy, mã là KS300 hai la mã. Cái mic này rất là đẹp luôn em ạ. Đây là hàng toàn là hàng tuyển chọn trong lô anh em nhé. Toàn là hàng tuyển chọn trong lô luôn. Đấy, cái mic này vỏ là bằng inox anh em nhé. Vỏ bằng inox nguyên zin nguyên bản hết anh em nhé. Đấy, rất là hay luôn. Cái mic này nó có tự ngắt luôn anh ạ. Nó có tự ngắt luôn em nhé. Đấy, hôm nay em sẽ xả cho anh em cái giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, chỉ có 1, 2, 3, 4, 5 bộ anh em nhé, chỉ có 5 bộ tuyển chọn thôi. Đấy, anh em hãy nhìn qua cái đầu thu này ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái màn hình hiển thị rất là sắc nét anh em nhé. Ở đây là tay mic em ạ. Đây, bây giờ em thử qua cái tiếng, thử qua cái tiếng để anh em nghe cái tiếng của cái mic này anh em nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 D. Đấy, tiếng rất là hay luôn anh ạ. Tiếng rất là hay, hát rất là lực luôn anh ạ. Bass rất là dày anh em nhé. Đấy, cái mic này anh em về không cần phải chỉnh nhiều. Đấy, hát rất là nhẹ luôn mà rất là lịnh tiếng anh em ạ. Đây, anh em mà nhìn tự ngắt rồi đấy. Đấy, khi anh em cầm lên nó lại bật lên này. Đấy, cầm lên là tự bật anh em nhé. Đấy, cầm lên là tự bật. Anh em để xuống lại tự ngắt anh em nhé. Để xuống lại tự ngắt luôn này. Đấy, tự ngắt anh em nhé. Khi tự ngắt rồi thì nó sẽ không có tiếng anh em nhé. Đấy, anh em không phải tắt bật làm gì nhiều nữa. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Cái mic này cũng rất là tiết kiệm pin anh em ạ. Đấy, tay vỏ rất là nặng luôn, cầm rất là đầm, rất là sướng tay luôn. Đấy, hôm nay chỉ có 5 bộ này. Bình thường nếu mà giá bình thường em bán là khoảng tầm mic bãi tự ngắt anh em nhé. Mic bãi tự ngắt em sẽ bán với cái giá, hoặc anh em sẽ bán với cái giá là 1.8 triệu đến 2 triệu anh em nhé. Đấy, nhưng mà hôm nay, riêng hôm nay em sẽ xả cho anh em, hôm nay em sẽ xả cho anh em với cái giá là 1.450.000 em nhé. Chỉ có 1.450.000 một bộ mic bãi tự ngắt, tay đẹp rất là đẹp luôn. Anh em không nhanh tay thì sẽ không còn đâu anh em ạ. Đấy, chỉ có 1.450.000 một bộ mic bãi GM Audio có tự ngắt anh em nhé. Đấy, anh em nào chốt thì liên hệ với em theo cái số là 0369797955. Đấy, em ra dùng Zalo số này luôn anh em nhé. Đấy, chỉ có 1.450.000 một bộ mic bãi GM Audio, tay đẹp như mới, có tự ngắt luôn. Đấy, chỉ có 1.450.000 em nhé. Anh em nào chốt cái bộ mic này thì để lại số điện thoại hoặc là liên hệ với em theo cái số là 0369797955. Tiếp tục em lại giới thiệu đến anh em. Đây, ok, bộ mic này thì hôm nọ em bán là 950.000 anh em nhé. 950.000 nhưng mà hàng đến cái chỗ gọi là chỗ vùng dịch anh em ạ. Đấy, hàng lại hoàn về. Đấy, thì hôm nay em sẽ thanh lý cho anh em. Thanh lý cho anh em cái bộ, đây cái đầu thu nó đầu đen anh em ạ. Đây, cái bộ này hai tay anh em nhé. Hai tay vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Đấy, sơn zin luôn anh em nhé. Sơn zin nên là hơi cũ tí. Em sẽ thanh lý cho anh em cái bộ này. Chỉ có 950.000 em nhé. Quá rẻ luôn. Anh em mua mic nhái mà người ta sử dụng cũng không có giá này anh em nhé. Đấy, chỉ có 950.000 cái bộ này. Đấy, và còn cái bộ này nữa anh em. Đây, cái bộ này thì là một tay. Đây, cái tay nó rất là đẹp anh em. Cái này đẹp keng luôn. Đấy, nhưng mà cái mic này, đây cái đầu nó trắng này. Cái mic này thì là chỉ có một tay này anh em nhé. Một tay này là hoạt động được, còn một cái tay này nó hơi xấu. Cái thứ hai là cái nguồn em bật nó không lên, em cũng không có thời gian để sửa chữa. Đấy, chỉ gọi là coi như là bán một tay này thôi. Coi như bán một tay, còn cho một tay này luôn. Đấy, thì là em bán cho anh em cái bộ mic này với cái giá là 750.000 anh em nhé. 700.000, thôi em bán cho anh em 700.000 cái bộ mic này anh em nhé. Chỉ có một tay này là hoạt động anh em nhé, còn cái tay này là không hoạt động, em cho luôn anh em luôn. Đấy, 700.000 một bộ mic. Em nói thật với anh em là anh em mua cái mic này 700.000 anh em chưa mua được cái bộ vỏ anh em nhé, chưa mua được cái vỏ của cái mic này luôn. Đấy, anh em nhìn kỹ này. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái này là mạ anh em ạ, mạ luôn. Đấy, dọ đẹp, dọ mới mà nhìn nó đẹp như mới luôn anh em nhé. Đấy, chỉ có một tay này thôi, một tay này 750.000. Đấy, giá đúng bằng cái vỏ mic anh em nhé, giá đúng bằng cái vỏ mic em nhé.
đấy, còn cái tay này em cho đấy, cái bộ này là 700.000, 700.000 anh ạ. Đây còn cái bộ này là 900.000 anh em nhé, bộ này 900.000. Anh em nào mua mic này thì là 1.450.000 anh em nhé, 1.450.000. Hôm nay em xả cho anh em chỉ có 1.450.000 một bộ mic bãi tự ngắt của Đài Loan GM Audio với tay Elux rất là đẹp luôn. Đấy chỉ có 1.450.000 em nhé. Đấy, và tất cả các cái sản phẩm này em bảo hành cho anh em là 3 tháng anh em nhé. Tất cả sản phẩm này em luôn bảo hành cho anh em là 3 tháng. Đấy, bao test bảo hành 3 tháng cho anh em luôn. Đấy, anh em nào chốt hàng thì gọi điện cho em theo con số là 0369797955. Anh em cho em một nút like và đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất bên em. Xin chào toàn thể anh em, hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo.